Xin phép được bắt đầu. Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Nương, kính thưa gia đình tăng chủ cùng bạn bè thân hữu gần xa, gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, kính thưa toàn thể nhân dân đang có mặt trong buổi tang lễ. Giữa lúc toàn thể nhân dân thôn Kim Tỉnh đang ra sức tập trung ra đồng, khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu, bố trí cơ cấu cây trồng vụ đông kịp thời vụ, tập trung mọi nguồn lực kết hợp với các hộ có ruộng liên quan đến đường Đồng Dinh ủng hộ để phấn đấu đến hết quý hạn tư năm 2021 con đường Đồng Dinh trở thành hiện thực. Tổ chức lấy ý kiến các bậc cử tri để đồng ý đưa xã Trung Thành sớm trở thành phường, thị xã Phổ Yên sớm trở thành thành phố. Thì nhận được tin báo của gia đình bà Đào Thị Chiên có chồng là ông Nguyễn Văn Nương, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966. Sau một cơn đau tim đột ngột, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ Bệnh viện Yên Bình, Bệnh viện Tim Mạch Hà Nội, Trung tâm Cấp Cứu Hồi Sức 115 Hà Nội, anh em, con cháu cùng họ hàng nội ngoại hết lòng chăm sóc, cứu chữa. Song không qua khỏi, ông mắc căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã từ trần vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 56 tuổi, để tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng, đưa ông Nương về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban lễ tang ông Nguyễn Văn Nương hôm nay gồm có các ông bà có tên sau đây. 1. Ông Lê Hồng Phong, trưởng xóm, trưởng ban. 2. Ông Lê Tiến Dụng, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ, phó ban. 3. Bà Nguyễn Thị Hằng, ban chấp hành Hội Phụ nữ Kim Tỉnh, ủy viên. 4. Bà Trần Thị Minh, ban chấp hành Hội Nông dân Kim Tỉnh, ủy viên. 5. Ông Đàm Văn Thạch, chi hội trưởng chi hội cựu quân nhân Kim Tỉnh, ủy viên. Xin mời các ông bà có tên trên nên đứng trước linh tràng ông Nguyễn Văn Nương. Xin mời anh em, con cháu cùng toàn thể nhân dân đứng sau ban lễ tang. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Phong thay mặt ban lễ tang nên thắp cho ông Nguyễn Văn Nương một tuần nhang. Xin kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Phong thay mặt ban lễ tang lên thông qua tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Văn Nương. Xin mời ông. Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Văn Nương, kính thưa các đồng chí trong ban tang lễ, kính thưa toàn thể quý vị, quý khách xa gần. Sau đây tôi xin phép được thay mặt cho ban lễ tang thông qua tóm tắt tiểu sử của ông Nguyễn Văn Nương. Ông Nguyễn Văn Nương sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966, nơi sinh xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Nương sinh ra trong một gia đình nông dân, khi còn nhỏ sống phụ thuộc vào bố mẹ,
được bố mẹ nuôi ăn học đến hết lớp 9 hệ 10 trung học phổ thông. Trong giai đoạn đó, do điều kiện gia đình ông có nhiều khó khăn, ông không thể tiếp tục theo học được. Ông trở về tham gia sản xuất cùng gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, phát huy truyền thống yêu nước của cha anh đi trước, tháng 8 năm 1985, ông lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thuộc đơn vị Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1. Từ đó, ông tích cực tham gia vào các khóa huấn luyện chiến đấu của đơn vị. Đến tháng 12 năm 1988, ông đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, tiếp tục cùng gia đình tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và các phong trào của địa phương phát động. Về đời tư của ông, năm 1984, ông đã xây dựng gia đình với bà Đào Thị Chiên là người cùng xóm. Từ đó, ông bà gắn bó với nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Trong cuộc sống thường ngày của gia đình, ông bà gặp rất nhiều khó khăn, song ông bà vẫn tự động viên nhau vượt qua tất cả để nuôi dạy các con đến tuổi trưởng thành. Ông bà đã sinh được hai người con, một gái, một trai. Đến nay, các con của ông bà đã có gia đình riêng. Ông bà đã có ba cháu nội, hai cháu ngoại. Chỉ còn ít phút nữa thôi, ông vĩnh biệt cõi trần về với tiên tổ để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh. Tình đời đứt đoạn nỗi đau khôn cùng. Vui tình phu thê phụ tử nghìn thu vĩnh biệt, cảnh âm dương đôi ngả chia lìa. Dâu rể đó ngậm ngùi thương xót bố, với đức tính hiền lành của ông ai cũng lưu luyến tiếc thương. Ông nương mất đi để lại những tiếc thương cho dòng họ và gia đình. Dòng họ mất đi một thành viên, người vợ mất đi người chồng nhiều năm gắn bó, con cháu mất đi người cha, người ông, hội cựu quân nhân mất đi một hội viên, xóm làng mất đi một công dân tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong giờ phút đau thương ly biệt này, cho phép tôi được thay mặt cho cán bộ và nhân dân xóm Kim Tỉnh xin gửi tới gia đình tăng chủ lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúc ông nương về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Chào vĩnh biệt. Để tưởng nhớ tới hương hồn của ông Nguyễn Văn Nương, tôi đề nghị toàn thể mọi người trong lễ tang dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Để đáp lại tình cảm mà cán bộ và nhân dân cùng các quý khách đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian diễn ra lễ an táng, xin đề nghị một thành viên gia đình xin có lời đáp từ. Xin mời anh Nguyễn Văn Luân. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa ban lãnh đạo thôn Kim Tỉnh, kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Bố tôi là Nguyễn Văn Lương, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966. Sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Yên Bình tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện Tim Mạch Trung ương tận tình cứu chữa, nhưng bố tôi không qua khỏi.
Bố tôi đã từ trần vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 56 tuổi. Vậy, cho phép tôi thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức tang lễ, ban lãnh đạo thôn Kim Tỉnh, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm đã bớt chút thời gian đến chia buồn và dự lễ truy điệu, lễ an táng, đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin trân trọng kính mời ban tổ chức tang lễ, ban lãnh đạo thôn Kim Tỉnh, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm về tại gia đình ăn trầu uống nước và ăn bữa cơm chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.